Hôm nay mình sẽ trộn ngòn tỏi với tương ớt ăn nha mọi người. Thì mới ngòn tỏi này mình được bạn mình cho nè. Một phần thì mình sẽ luộc để đông lạnh và một phần thì mình sẽ luộc để trộn với tương ớt nha mọi người. Đó, một sọt chà bá luôn á. Năm nào mình cũng đông lạnh để dành ăn hết trơn á. Thì mình phải bắt nước để mình cho một ít muối nha. Nước sôi lên thì mình sẽ để ngòn tỏi vô, mình chần qua nước khoảng 30 giây thôi nha mọi người. Không để, đừng có để lâu á. Để lâu sợ ngòn tỏi mình nó mềm, nó không có giòn á. Thì mình để vô, mình sơ qua sơ lại một hai vòng gì nè, có đầu mình vớt ra để vô nước lạnh mình rửa lại nha người, cho ngòn tỏi mình nó được xanh hơn với cái mùi nồng của ngòn tỏi nó hết á. Gia vị thì mình sẽ cho một muỗng bột ớt nè, một muỗng nước mắm và 3 muỗng đường bạch nha nha người, một muỗng tương ớt, mà muỗng này mình lấy hơi nhiều rồi, và một ít mè và dầu mè, gia vị chỉ có bấy nhiêu thôi người, tùy theo người thích để nước mơ vô thì để nha. Thì mình sẽ trộn hỗn hợp này lên cho hòa vị nha, mình sẽ để ngòn tỏi vô mình trộn lên là xong đó mọi người ơi. Món này mình học được từ má chồng mình á, thấy má chồng mình hay làm gì nè là nên mình làm theo á, mình không có để tỏi vô trộn gì, tỏi cái ngòn tỏi nó đã có mùi rồi đó mọi người. Thì vậy đó, mình trộn xong mình ăn thử rồi ôi, thấy nó giòn và nó ngọt lắm luôn người ơi, nó cay cay, nó giòn mà thơm luôn rồi, ngon quá. Giờ mình sẽ cho vào cái thố để ăn cơm thôi người ơi. Trước khi cho thì mẹ sẽ cho thêm một ít mè nữa nha, nói chung mè mình để nhiều thì nó thơm lắm luôn á đó. Mình trộn như đây là ăn mấy ngày luôn á mọi người. Mọi người làm kiểu này ăn thử coi, ngon luôn, có ngòn tỏi mình có thể ngâm nước tương đồ nữa nha.